đây là cái kỷ niệm của các thi nè. Hả? Mày muốn có nghèo, có khổ hay có gì cũng phải lo nó theo. Phải không? À, 11 mình còn bán hay không bán mình cũng phải leo lên nó theo. Hả? Hồi đó là nó có cái chiếc xe nhỏ nhỏ à, đẩy ga giống vô. Nè, để tôi tái hiện lại cái cảnh mà tôi đẩy xe cho mấy bà coi. Mà biết cái nón lá không? Lấy nón lá để đỡ đi. Tôi tái hiện lại cái tôi đội nón lá không? Đây nha. Cái đùm váy che nắng. Cái đẩy như vậy nè. Đẩy bao cua nữa. Hồi đó là vậy á. Hồi đó đứng bán bánh tráng trộn là như vậy á. Mà mọi người biết không? Ban đêm á mà đẩy vô một cái không? Nó cực chừng hai khoai củ. Mọi người biết sao? Đẩy á, mọi người biết không? Ở đây mà đẩy á, mà đồ đạc á, bao nhiêu cái hũ mà các thi hồi xưa mọi người có coi cái clip đầu á, mọi người sẽ thấy được á, những cái hũ mà các thi tháo ra, chụp tháo ra là mấy cái hũ đó còn luôn á, còn giữ tới giờ. Tại vì các thi ghiêng bản thân của các thi á, rất kỷ niệm. Cái gì mà kỷ niệm các thi thích vô cùng. Hồi đó anh giờ như vậy. Cái gì mà đồ cái đầm á, có cái đầm thôi mà các thi để năm nay là nó được mười mấy năm mà các thi còn giữ cái đầm. Hả? Đó có mặt đâu. Tôi mặc gì? Tôi đâu có mặc quần đâu mà. Gì con? Có vụ gì vậy? Trời, con gái của tôi gác ơi. Ôi cái... xung quanh con có gì vậy? Ôi gãy miếng mẹ rồi. Con ơi, Quyền gãy miếng. Quyền ơi, nè con, không mắc cỡ. Đây, con lỡ gãy miếng rồi phải không? Cầm cái chổi đi, lau miếng của con mới vừa gãy nè. Trời ơi, gặp chán bả dễ sợ luôn á. Mọi người biết không, có nhiều người hỏi sao các thi không có qua chi nhánh bên kia. Thì các thi nên nói là mọi người nghe. Thì có thể là ngày mai thì các bắt đầu các thi sẽ về cái chi nhánh cũ. Rồi các thi sẽ chia ra giống như là bên đó 246, bên đây 357. Mình phải chia ra như vậy, đúng không? Ví dụ bên 246, bên 357 thì làm sao làm? Chủ nhật hả? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 đó. Nó giỡn chứ chủ nhật thì mình cũng phải tìm cách sắp xếp. Ví dụ chủ nhật thì cũng bắt qua bên kia. Bên đây 357 rồi. Mà chủ nhật qua bên kia thì mình lại bị dướng mà cái này cái kia 2 ngày. Chủ nhật thứ hai, thứ bảy chủ nhật. Nên chủ nhật tôi sẽ đi tu quá. Sao bà biết không có người chứa người ta? Tôi tu chứ tôi đâu quặm chai trong đó đâu. Không hả? Nói nghe nè, chị quặm ai chị không biết mà chị quặm em thì chị méo mỏ. Nghe Tuyết Nhi, nghe đây mọi người, Tuyết Nhi nè mọi người đó. Sài Gòn Go bây giờ đàng hoàng này đã có nè. Thấy không? Bây giờ đâu có dám quay ai, quay tôi không à. Sài Gòn Go bây giờ là quay tôi không à. Thử có Tuyết Nhi coi. Chỉ có mấy mẹ này liền. Nè, chỉ có mấy mẹ này liền nè. Đó. 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 Không có Tuyết Nhi là xây mấy mẹ này liền. Đúng không? Sài Gòn Go. Trời ơi, tội nghiệp lắm. Còn chết in nha. Chết in xì phố á, ai mà đụng tới là giả bộ quay nghiêm trang lắm. Còn không có, cũng chỉ tùm lum tùm la chứ. Rồi hai bịch tráng sát tế. À có me luôn em. Rồi 20 bịch me luôn. Hai me, hai sát tế. Chết mẹ, BD bị điếc nữa. Hai me, hai sát tế. Đó. Mệt ghê á. Đợi tí xíu em. Đây hai mẹ hai sát tế. Ba bịch BD luôn. Hai bịch gì? Hai bịch đầy đủ là hai bịch gì? Chị nào? Hai bịch trộn. Đợi tí xíu em. Nói nghe nè em. Nhiều khi mình phân tích kỳ tí xíu giùm chị. Chị đang bán bịch bánh trắng sa tế với bánh trắng muối nhuyễn á em. Còn bánh trắng trộn thì nó chưa hình thành được á. Em đợi chị tí xíu trong giây lát.
theo khoa học đứng chứng nhận á, từ từ hãy giải quyết. Em hiểu chưa? Em định hình kịp chưa? Bây giờ em muốn mua là bánh tráng trộn hay là bịch bánh trắng sa tế muối nhuyễn? Trộn đúng không? Rồi giữ yên vị trí đứng đó đợi chị nghe. Em hai trộn hai sa tế. À, bây giờ chị sẽ giúp đỡ cho em được à. Hai sa tế thôi. Còn trộn là mình phải xếp hàng. Ok không? Ok, bây giờ nè chị đưa cho em nè. Thôi nhưng mà em là người mua sa tế đúng không? Dạ. À, em mua hai bịch trộn hai sa tế nữa phải không? Dạ. Thôi để ưu tiên cho em. Dạ, em đi tới Sóc Trăng. Tội nghiệp quá, ở xa quá vậy trời, Sóc Trăng luôn. Rồi. Sóc Trăng tội nghiệp quá. Đây, để ưu tiên cho em. Ưu tiên cho em hai bịch bánh tráng trộn phải không? Ok, cầm giùm các thi. Rồi, ra cuối hàng đợi bánh tráng trộn. Nó giỡn chứ ói chị 20 đi chị trả cho bà kia. Rồi, ok. Cầm tiền chứ đâu phải. Cầm tiền phải vui chứ. Cầm tiền là phải vui, có thời vậy. Hai bịch sa tế 20.000, đưa 500.000. Chị không biết cảm xúc em giờ này đang như thế nào luôn á hả? Ba bột sa tế nữa. Trời ơi, ông nói sớm mẹ. Trời ơi, ông nói sớm, ta đưa liền nè. Trời thối liền, trời 500.000 bình thường, nó 7.000 đô đó sợ. Thối nè, thôi là 450 đúng không? Rồi để chị lấy cái bao. Bỏ đàm vào đây. Rồi nè. Mấy cái chuyện này bình thường mà. 500.000 nhiêu đâu, chị đổi. Ừ, chụp hình lấy luôn 50 còn 400 nha em. Rồi ok nè, nói là 450 nè. Dạ. Công chúa đây 5 bịch sắt đây, chị bỏ vô cái bao giùm các thi. Nè anh chết in ơi, anh cứ quay mấy bà bánh bèo hoài nè, người ta ngồi cứ cho đi hoài, anh phải quay cái khúc em đưa bọc cho người ta hôm rồi chút xíu chưa. Chúng sanh người ta chửi em đó, người ta nói em là đưa bánh tráng mà không đưa bọc. Tại vì mấy ông hay cắt cái khúc đó hát gì đó. Còn một lát nữa bình luận trên mạng nó chửi rùm beng trên mạng. Mình đứng xích vô giùm các thi. Rồi đứng xếp hàng sát vô chị mất công. Có thể là như thế này. Hai bịch sa tế nữa. Rồi ok. Em lại đem mua nước luôn. Nước đây luôn. À rồi em đi về. À qua kia ngồi á. Rồi nó bảo hiểm ra em. Mất chị đền cho nghe. Ủa sao đôi bông em mất còn đeo quấn chiếc vậy? À không có đeo bông, anh còn gờ tao lấy tay chi vậy mẹ. Mẹ bị quán nó ủa sao đôi bông mới mất chiếc. Gờ lên liền. Ủa em không có đeo bông đâu. 3 bịch. Cười gì cười hoài gì trời. Có một đứa nó đợi bánh tráng mà nãy giờ hù có bánh tráng cho mặt nó. Bánh tráng hả? Đưa tiền để cho chị. Đưa tiền đây. Người ta chụp tiền ông nội. Ta chụp tiền làm như ta chụp cái gì. Trời quán luôn nè má ơi má. Rồi thôi lại đây 401. 401. Vậy tiền chứ. Rồi, ok. Em gửi vậy đi. Mấy phần? Một phần. Một phần cho em nói nè. Rồi mình mấy phần? Mấy phần? Một phần ok. Cái gì? Hai phần 1.4 đây. Rồi mọi người có tiền lẻ à? Thì đưa các thi cảm ơn nha. 500. Ok, 400 mốt, ơi lộn 400. Sao? Ngoài dễ thương quá hả?
chuyển khoản cho chị 5 triệu chị đóng tiền góp đi. Mấy bữa nay chị chưa có góp, người ta chửi chị á. Em thấy chị dễ thương không? 5 triệu. Để chị ơi, xíu nha. Chị chụp với em tấm hình không chị? Không, bây giờ trước khi chụp cho chị hỏi cái này nha. Rồi, chị hỏi đi. Em có đặt túi ngực không? Sao có vú em bự quá vậy? Gym. À, gym hả? Không, không ơi. Ai tập gym thì né cái tiệm mà cái thằng này tập gym nghe. Không, tại vì tập không đó là 401. Cái gym này. Tập chưa tới, tập chưa tới. Ở đây mình mấy bịch? Một bịch kia một. Rồi, ok, cảm ơn em. Lưng cái gym hội họp. Mấy phần? Một phần. Chụp cho em tấm hình. Ok em. Chụp cho em tấm nha chị. Chị đang cần tiền lẻ ở mọi người. Quá chị chụp chung đi. Này chụp gì mới đây.